Bạn và các em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần nhập chi tiết cho sản phẩm. Hôm trước thì tôi đã nói đến cái phần tạo form khi mà chúng ta nhập chi tiết. Chúng ta sẵn sàng mở Xem Control Panel và chúng ta nhấp vào hai nút Apache và MySQL. Thì sau khi mà đã chạy xong rồi thì chúng ta có thể sẵn sàng làm việc với nó. Và bây giờ chúng ta mở Navigate ra. Navigate các bạn dùng bản 9, 10, 11 được hết nhé, cái gì cũng được. Đấy, thì trong cái phần shopping này, chúng ta thấy phần chi tiết của chúng ta gồm có item code, feature 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có thể cho cái feature 1 ở dưới dạng là một cái văn bản. Còn ba cái này là hình ảnh của một sản phẩm. Chúng ta chụp các góc độ để khi mà chúng ta đăng lên trang web thì chúng ta có thể nhìn thấy nhiều hình ảnh khác nhau. Và chúng ta cho một cái thuộc tính bên trong Bootstrap, đó là chúng ta sử dụng một cái vòng lặp để cho nó hiển thị ảnh lần lượt ra. Đấy, chúng ta sẽ làm cái đấy sau. Còn bây giờ chúng ta đang làm backend. Với cái backend thì chúng ta đã đến cái phần hôm trước tôi đã nói rồi. Hôm trước là chúng ta đã chọn Eco View và chúng ta nhập chi tiết. Thì ở đây chúng ta đã Eco View lên cái này. Hôm nay tôi đổi thông màn hình cho chúng ta để chúng ta nhìn rõ được các lệnh luôn. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ localhost. Rồi, chúng ta thấy rất là nhanh đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào sign. Đấy, vào sign nhá. Các bạn chú ý này, trong cái rau này các bạn nhấp vào nhé thì nó đã hiện ra một cái loại rau rồi, thì ta để đây. Chúng ta dùng rất nhiều cái chức năng của Bootstrap để chúng ta hiển thị ra. Cái này là add more vân vân, thì cái này chúng ta sẽ làm sau. Bây giờ chúng ta vào save, chúng ta chọn save, chúng ta vào đăng nhập sản phẩm. Trong phần rau sạch, đây tôi mới có một sản phẩm. Thì rau sạch đây là những cái, đây chính là cái phần, gọi là phần cơ bản của sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ thêm vào một vài cái thuộc tính nữa, đó là chi tiết. Đấy. Thì chúng ta phải thay đổi những cái thuộc tính như này để nó cho chúng ta tên cột trên đây. Vậy thì để thay đổi cái đó thì chúng ta vào View. View nhá, chúng ta chọn là phần upload chi tiết. Rồi chúng ta sẽ sửa cái form. Tất cả những cái này các bạn cứ để thế. Đó. Chúng ta là gọi nó ra để chúng ta ghi chi tiết cái sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi các yếu tố trong này, thay đổi các yếu tố trong này. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ thay đổi nhé. Tôi cho một cái là mô tả. Mô tả sản phẩm. Mô tả thêm sản phẩm. Đó, ok. Còn từ chỗ này đến chỗ này chúng ta xóa hết đi. Chúng ta xóa hết đi nhé. Rồi chúng ta xóa cả cái phần này đi. Chúng ta chỉ để cái kia thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thay cái hidden category này, chúng ta cũng sẽ xóa đi. Chúng ta sẽ xóa đi. Đấy, cái này các bạn nhập thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ cho toàn file input ra. Tôi cho cái này xuống dưới này. Riêng mô tả sản phẩm này thì các bạn cho một cái input. Tai bằng test. Name bằng feature. Một nhá, các bạn cho cái này nhá. Người ta đặt tên bảng nó như vậy rồi.
Thì cái này chúng ta cho for là factor 1. Rồi, còn cái này các bạn là hình ảnh sản phẩm thứ nhất. Rồi các bạn cho cái này cho tôi là từ factor 2. Ở bảng của chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Vậy chúng ta sẽ đặt vào đây là name đầu tiên, factor 2, nhập hình ảnh thứ nhất. Đó, tôi chọn thế và tôi cho xuống thế này. Ba, hai, ba, bốn, cho xuống nữa. Rồi, tôi thay thứ nhất này, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đó, các bạn nhìn thấy nhá, cái một của chúng ta là một rồi, hai cái này thì phải là ba, cái này là bốn, cái này là năm, và cuối cùng là button của chúng ta. Rồi tương tự cái bảng ở phía dưới nữa thì chúng ta cũng như thế. Chúng ta thứ nhất là chúng ta cho là cột thứ nhất là cột mô tả, mô tả thêm. Cái thứ hai là các bạn cho thêm cái ảnh thứ nhất, ảnh một, ảnh hai, rồi ảnh ba. Đây là header nhá, ảnh ba. Đây chúng ta cho ảnh bốn. Đây chúng ta cho ảnh 5. Đấy, ta đang sửa cái front end của chúng ta đấy. Ta xóa cái này đi. Đấy. Rồi ok. Dưới đây thì chúng ta xem có mấy cột cả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta sẽ xem là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta xóa tạm đi một cái. Rồi bây giờ chúng ta chạy lại cái này nhé. Đấy. Thì ở đây là mô tả sản phẩm đã thêm vào đây. Tất cả cái này chúng ta cho vào đây, đúng không? Mô tả chúng ta cho nó to ra một tí cũng được. Bây giờ chúng ta đã nhập các hình ảnh vào đây rồi. Rồi bây giờ tôi sửa đi một tí nhá. Rồi tôi cho cái phần đầu tiên mô tả input tại bằng text. Ok, bây giờ tôi upload folder, upload folder. Tôi xem nào, có cái gì hai người dưới này thêm một cái nữa. Rồi text area đi. Tôi lấy tôi cho vào bên trong chi tiết này. Thay cái thuộc tính này đi. Đó. Name của nó là creature 1. Bây giờ các bạn chạy lại các bạn xem. Đấy, mô tả chúng ta sẽ vào đây. Ok chưa? Ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3 và action. Thôi được rồi, cái này chúng ta sẽ xóa xong. Đấy, thì nó sẽ tụt cái này vào trong. Bây giờ chúng ta đã xong cái phần nhập. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì?
Các bạn nhìn thấy đây là rõ nhé, tôi đã thay đổi tên của các thuộc tính, gọi là các control trong form. Bây giờ nó là ghi chi tiết cho xem cái này có trùng với phần upload product không. Ghi sản phẩm, ghi sản phẩm sửa, ghi chi tiết. Ok, vậy nó sẽ là ghi chi tiết rồi. Đấy, upload đây, ghi chi tiết. Rồi, đến chúng ta nhìn thấy ghi chi tiết là ghi vàng. Ok, bây giờ ta chạy nhá. Lên này rồi, bây giờ chúng ta thử ghi vào. Đấy, ghi sản phẩm chi tiết, file not found. Tức là với cái lỗi này là chưa có, chúng ta chưa lập trình cho nó, đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta phải đi lập trình cái phần controller. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ vào controller nhập chi tiết. Bây giờ chúng ta cho vào một cái này, chúng ta public function. Đấy, public function nhá. Rồi chúng ta sẽ là ghi chi tiết. Nào bây giờ chúng ta lên đây. Đấy, ghi sản phẩm chi tiết. Ok, copy lên đây. Chúng ta nhấp echo ghi chi tiết, ghi chi tiết. Chúng ta cứ làm lần từng bước một, đừng vội vàng mà chúng ta ấy, để chúng ta xem nó có chạy ra không. À, và chúng ta vào trong đó để chúng ta xem nhá. Ghi chi tiết này, bay URL sản phẩm chi tiết, đúng các bạn? Đấy, khi mà chúng ta ấn vào cái submit này, lập tức nó sẽ gọi cái này ra, gọi này ra. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để cho nó lên được cái đó, lên được cái đó, đúng các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong config, chúng ta xem nhé, ghi chi tiết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi một cái là ghi chi tiết vào đây. Ghi sản phẩm chi tiết. Rồi tiếp theo là trong nhập chi tiết controller. Đấy, nhập chi tiết controller chúng ta cho đây. Copy cái này xuống, đưa xóa cái product controller đi. Rồi, chúng ta ghi sản phẩm chi tiết. Ghi sản phẩm chi tiết là cái phương thức chúng ta cho vào. Thế là đường dẫn nó đi đúng, để tránh sau này khi đăng lên server rồi mà nó không thấy thì có nghĩa là chúng ta lại phải làm lại, rất là mệt. Rồi bây giờ nhá, chúng ta sẽ chọn ấn này, vì chi tiết ok rồi, ra rồi đúng không các bạn? Ấn này, ấy ngon chưa? Ngon rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm đường dẫn cho nó, đường dẫn cho nó. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào trong chi tiết nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào controller product. Chúng ta sẽ đưa nó ra một cái nhé. Chúng ta sẽ đưa cho nó một cái ghi sản phẩm. Đây là ghi sản phẩm. Nào bây giờ các bạn này, chúng ta copy cái đường dẫn này nhá, copy đúng cái này ra ta sửa. Đó, copy cái này ra nhá. Chúng ta copy đúng cái này ra. Copy. Rồi đưa sang bên này. Xóa dòng này đi. Nào bây giờ nhá, kiểm tra cái form của chúng ta. Form của chúng ta thì bây giờ nó là feature 1. Đấy.
thôi. Yêu cầu một cái feature one. Nếu feature one thì đường dẫn lại hiện lên cái đây, cái mà vừa xong ấy, path nhập sản phẩm. Đó. Chúng ta vẫn là phải đưa nó lên như thế, path nhập sản phẩm, đúng các bạn. Rồi chúng ta sẽ đưa nó lên trên đây, nhập sản phẩm chi tiết. Đó. Rồi ta để tạm như thế nhá. Nhập chi tiết sản phẩm. Nhập chi tiết sản phẩm đây. Copy cái đường dẫn này còn đâu. Ta lại đưa trở về một cái form này. Đó. Rồi trả về đây nhá. Rồi các bạn để ý đến đây là item code, đúng các bạn. Rồi bây giờ chúng ta phải nhớ là item code ghi sản phẩm chi tiết. Đó. Thì bây giờ chúng ta lại nhìn thấy ở trong này kết cấu đi bằng ghép va ở trên đấy, đúng không? Rồi chúng ta sẽ ghi sản phẩm chi tiết. Vậy thì ở trong cái này, trong cái phần đầu hoàn thì chúng ta đến đấy đã. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp nhé. Đến chỗ này thì chúng ta chưa chắc đã lấy được cái này xuống luôn. Cái này nó không thể xuống luôn, nó xuống trong form. Vậy thì chúng ta phải đấy, ví dụ này. Đó, ra đây rồi. Kích ra đây rồi, đúng không? Thì chúng ta phải lấy ra cái rau. Ta lấy rau ra truyền vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy truyền vào đây nhá. Rồi các bạn ghi là item code ở trên phần trên. Item code đúng như thế này. Item code đây. Item code bằng bằng zip request URI get segment. Get segment của chúng ta đây là chúng ta đếm này, public, từ public rồi đi là bắt đầu đếm nhé. 1 2, đây là đường một cái segment, mà cái này là segment thứ hai, chúng ta cho bằng 2. Đó. Sau đó item code sẽ được truyền vào trong đây. Item code sẽ truyền vào trong đây. Rồi, truyền vào trong nhá. Các bạn ghi cho tôi một cái mảng A. Item code. Đấy, mảng kiểu này bằng item code. Rồi, bây giờ ta mới truyền phẩy A vào đây. Rồi, biến A được truyền vào trong form upload detail. Đây, được truyền vào trong upload detail. Đúng chưa các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy item code ra. Ta nhét nó vào trong đây. Thế thì để làm được nó vào trong này thì các bạn sử dụng biến hidden. Đấy, các bạn cho là hidden input time hidden, biến này biến ẩn
Đó là một controller nó giữ ẩn thôi nhá. Rồi, chúng ta ghi name item code. Đó. Bây giờ nó sẽ nhận giá trị ẩn luôn, value bằng, mở ngoặc bằng ra cho tôi nhá. Value bằng. Đó, hiện ra chỗ này các bạn cho tôi là item code. Tôi giải thích nhá. Khi truyền nó gọi sang cái tại cái thời điểm mà nhấp vào đường link form của cái kia, nó hiện lên item code truyền vào form này để nó cùng upload các hình ảnh sang bên kia cùng nhau để nó giữ, tức là nó nắm giữ. Các bạn hiểu đây là nó nắm giữ nhá. Rồi item code sang đây rồi thì bây giờ chúng ta mới đưa về đây, đưa về controller. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy item code ra, ta ghi là item code bằng zip, ta lại lấy ngược lại bằng request get va. Get va đâu, get va, get va. Rồi get va ở đây các bạn ghi là item code. Đó. Nếu không đúng thì nó sẽ đưa về đây. Bây giờ chúng ta mới truyền cái item code này vào chỗ này để nó đưa về cái form item code. Đó. Rồi nếu không, bây giờ ta xử lý xong cái việc đó rồi. Các bạn thấy chưa? Truyền đi truyền lại như kiểu đá bóng. À, giống như đội đầu cho đội nào phát bóng cho người kia lại phát bóng trở lại thì nó vẫn giữ cái biến item code đấy. Nha, chúng ta đến đây rồi, ok rồi, ngon rồi. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ làm bốn cái ảnh. Bốn cái ảnh. Rồi, bây giờ để xử lý cái ảnh thì các bạn làm cho tôi sang bên controller product. Ta sẽ xử lý cái ảnh thôi. Ta copy từ chỗ này cho đến cái chỗ chỗ này đi. Là xử lý ảnh của bài trước nhá, các bạn nhớ rồi, các bạn cứ thế cho sang thôi. Copy. Ta đưa vào chi tiết. Đó. Ảnh thứ nhất là picture 2. Hai nhá. Rồi bây giờ path là tôi sẽ đổi xuống đây để khỏi lẫn hình ảnh. Nào upload product rồi, đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ làm một cái thư mục nữa là tôi để cho nó riêng biệt ra. Đó. Pop luôn. Rồi product đi theo, giờ chúng ta chỉ vào đây này. Rồi nha, đưa sang đường dẫn này. Ghi ảnh vào đây. Ảnh sẽ move vào đây. Đấy. Tôi được cái này. Full path đây, full path. Full path 1 nhá, à full path 2. Đấy, tôi đưa vào đây là full path 2. Được chưa? Full path, ok. Full path 2 bằng path cộng cho nên full path 2. Chúng ta xử lý ảnh đến đây nhá. Ok, rồi chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái đoạn này ra. Đấy, cái này là chúng ta ghi là end của gì? Của if kiểm tra.
n của x kiểm tra. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cho này ra đây, ta sẽ lại một cái tiếp theo, ảnh 2, ảnh thứ 2. Rồi ảnh thứ 2 thì các bạn ghi cho tôi nhé. Ảnh thứ 2, nếu các bạn thay để cho nó chuẩn thì các bạn có thể để nguyên được cái này cho feature 3. Đấy, path thì bằng này, path bằng này, full path, đây là các bạn cho full path 3. Full path 3. Đấy, nếu các bạn cẩn thận thì các bạn tên file, trên là file thì đây là file 2, tên file 2 bằng file 2, được chưa? Tên file bằng file 2, path thì chúng ta để nguyên như này, file 2, file 2, đúng không? File 2, được chưa? Tên file 2, rồi path, đây là file thứ 2, đây là path 3. Ô xin lỗi, chúng ta đặt luôn nó là 3 thì cho dễ. 3 ta cho nó là 3. Và đây là 3, cho là 3. Cho vào đây là 3. Cho đây là 3 nhé. Đấy, nó chuẩn luôn. Rồi, bắt 3 rồi, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp một cái nữa. Ảnh thứ 4. Ảnh thứ 4. Rồi, các bạn cho là file 4, feature 4. File 4, file 4. Đấy. File 4. File 4. File 4. Tên file 4. File 4. Path 4. Path 4. Có path 2, path 4 rồi. Có một cái cuối nữa. 4, 4 hết nha. Ok, xong. Chúng ta ghi tiếp tục. Ảnh số 5. Ảnh số 5, file 5. File 5. Tên file số 5 bằng file số 5. Nếu file 5 đúng, file 5 đã được chuyển. File 5. Tên file 5. Path 5. File 5. Path 5. Ok, xong hết tất cả các ảnh. Đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu mới tiếp tục. Bây giờ ta sẽ lấy cái mảng A là mảng data. Các bạn ghi cho tôi chữ data nhé. Đây là dữ liệu. Mình sẽ bằng. Ngon rồi. Bây giờ ta chỉ việc là đặt tên thôi. Đó.
Nào bây giờ nhá, chúng ta thấy là item code ngon rồi đúng không? Rồi chúng ta ghi này, item code bằng item code phẩy phần tử thứ hai fit bằng full path 2. Ta nhìn thấy nhá. Full path 2, full path 3, full path 4. 4 full path. Shift. Full path 2. Đó. Vậy này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy. Chúng ta sẽ cho cái này là picture 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ thay đổi này. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, cái mảng của chúng ta đã ngon. Đúng các em? Đúng rồi nha các bạn nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu mới gọi con trỏ kia ra để nó làm việc vào. Đây, bây giờ cái con trỏ là product, zip product detail ở phần hàm contract. Hàm contract là hàm khởi tạo. Vậy khi khởi tạo rồi nó đã có rồi. Bây giờ chúng ta chỉ gọi nó ra, chúng ta đưa vào ghi. Nào chúng ta zip. Và pointer. Đó. Tiếp theo chúng ta add feature. Chúng ta chỉ cần cho data. Đó. Add feature data. Thì item code nó vào đây. Nha, item code nó vào. Bạn chỉ cần thế này thôi, chưa thôi. Và bây giờ cuối cùng là chúng ta lại đưa về cái kia eco view, chúng ta lại đưa nó về return vừa đây. Và lại cho return path ở đây của chúng ta là path là gì nó chưa biết, path là bayusl, chúng ta cũng copy vào đây đưa xuống đây. Đấy. Bây giờ chúng ta thử nhé. Rồi. 1, 2, 3, 4. Mô tả sản phẩm. Cái này thì ta xóa đi. Đây là rau các loại sạch sẽ. Sạch sẽ. Ta chọn ảnh. Đấy, ảnh ví dụ ta cho một loại nhá, 1 phát này. Rồi 2 phát này. 3 phát này. 4 phát, rồi ta ghi vào. Đấy, nó ghi rồi. Nhưng ở đây nó chưa chạy ra, vậy ta xem là 4 ảnh này đã chui vào chưa. Vào rồi. Ờ. Refresh path.
ta xem ở trong phần chi tiết ra thêm nhé. Rồi ta chạy cái này là ta biết. Chưa ra đúng không? Vậy thì ta phải tìm lỗi ở chỗ nào? Ta xem cái data này nó có ra chưa. Feature 1, feature 2, feature 3. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ cho cái này. Ê, 3 năm. Phương hướng là như vậy, nó chỉ bị lỗi ở một chỗ nào đấy thôi các bạn nhé. Cho nên là cái này chúng ta phải là item code feature 1. Cái này sai chỗ này. Một, nó là một. Feature 1. Rồi bây giờ chúng ta nhập lại nhé. Rồi chúng ta chọn này. Các loại rau như mô tả. Rồi chúng ta chọn ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4. Đi vào. Ok, bây giờ ta xem cái này. Chưa vào đúng không? Vậy thì ta phải kiểm tra lại cái data này xem sao. Và đăng. Đấy, cái này nó vào rồi, ảnh nó vào rồi các bạn ơi. Ảnh nó vào rồi. Ảnh đã vào rồi, ta thành công ở chỗ này. Bây giờ ta xem là cái 2 này. 2, 3, 4, 5. À, 5 cái vào. Vậy 5 cái vào. 5 cái vào. Chúng ta xem nhá. Cái 5 này. Đang chúng ta giờ xem nhé. Rồi file 5 vào. File 4. 4 file 4 nhé. File 4 này. File 5 này. File 3. File 3. Path 3, file 3, path 3, file 3. Đấy. Bây giờ chúng ta xem nào. File 1, file 2, thì cho mình là 2, 2, 2, 2, 2, 2 nhá, đây là 2, rồi, cái này là 2, 2, số 2. Số 2 là full path 2. Đấy, chúng ta chú ý chỗ này là full path 2. Vậy chúng ta xem lại ở đây. Tôi lại xóa một cái này đi. Tôi xóa đi nhé. Bây giờ chúng ta vào trong cái phần này. Chúng ta xem chi tiết của chúng ta chuẩn chưa. Rồi. Feature 1 này. Text control. Chỗ này chúng ta xóa được cái này đi. Feature 1, feature 2, feature 3, feature 4. À, feature 5 chưa có. Copy xuống một cái nữa.
ảnh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngon rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì chúng ta lại phải làm lại một lần nữa. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần này, ta sửa này. Các bạn thấy là chúng ta làm lộ đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Đâu, chúng ta xem lại. Xem lại nào. Picture 1 là text area. Ảnh thứ nhất, ảnh thứ hai, ảnh thứ ba, ảnh thứ năm. Đây 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 đây. Xóa này đi. Hai ba bốn năm. Ok, bây giờ ta sẽ đây, gọn gàng rồi. Rồi bây giờ chúng ta chọn đây nhá. Ứng với mã sau này. Bây giờ tên sản phẩm là loại, loại rau sạch. Rồi ta xem có bốn ảnh vào chưa nhá. 1 2 3 4. Rồi ta ghi vào. Chúng ta nhìn thấy này, rau này đây, mảng nó ra nhé. Rồi ok, mảng ra ngon lành. Làm xong. Khi nó ra đến đây rồi, ra đến đây rồi thì chúng ta chưa ghi vào cơ sở dữ liệu, bởi vì chúng ta chưa có cái hàng này. Chúng ta đưa chưa có hàng này. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cái hàng này ra. Đúng không? Đấy, chúng ta mở hàng này ra. Và chúng ta cho cái ba đâm này bị đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại. Rồi ta nhập lại nhá. Ok này, các loại rau sạch. Rau sạch. Chọn tên 1. Tập tin 2, ảnh 2. Tập tin 3, ảnh 3. Tập tin 4, ảnh 4. Ghi vào. Đấy, bây giờ chúng ta xem đây nhá. Xem mình ghi data này nó vào chưa. Add Fracture. Chúng ta phải kiểm tra con trỏ này. Con trỏ này ở Model. Add Fracture. Add Fracture. Item code rồi. Add feature. DB list table, list table. Đã copy lại, đã sửa ở trong này. Connect à? ZDB connect à? Ok. App feature ZDB insert ID. Chúng ta sẽ lại xem lại chỗ này, nhập chi tiết một tí. Rồi. Ảnh đi vào rồi, ngon rồi. Đấy, ta xem là full part 2 này. Code item này. Full part 3, full part 4, full part 5. 1. Ta cần đứng ra xem nhé. Code item, feature 1,
picture 2 đây 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 các bạn, picture 1 cô đây tầm đây rồi, picture 1 sai đấy. Cái này của các bạn chúng ta phải làm đây đây đây. Picture 1 chỗ này tôi nhầm thêm một cái nữa, đó cái này nó phải là zip chấm zquest chấm getva, cái này chúng ta ghi cho tôi là picture 1. Thì cái này là lấy cái text box à cái gì nhỉ? Cái đúng rồi. Cái hộp gọi là text area của chúng ta. Đây. Text area. Picture 1. Tech area, nó tech area các bạn ạ. Chúng ta nhầm mất mấy chỗ, từ cái 2 mới vào cái 2, cái 3 vào cái 3, cái 4 vào cái 4, cái 5 vào cái 5, đúng các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ code item và code item nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Sản phẩm rau cực sạch đấy. Rồi các bạn chọn 1 2 3 4 ghi rồi. Rồi bây giờ chúng ta thử lên xem cái này xem chưa vào. Đến chỗ này và đăng ra cái này ra để tôi xem lại cái 1 2 3 này, chúng ta sẽ chọn lại nhé. Rồi bây giờ chúng ta xem này, code item rau này, feature sản phẩm cửa sạch, feature 2 này, upload rồi, feature 3, feature 4, feature 3, feature 4, feature 5, đều ra hết rồi. Đấy, bây giờ nó chỉ còn ở lại những con trỏ này thôi. Đấy. Sợ con trỏ này đang khởi tạo. Feature ok. Ta xem đây nó giống không nhé. Nữa. Upload file interface. Rồi bây giờ tôi chuyển này nào. Cũng vẫn đúng. Và
vẫn như vậy nha các bạn nhé, nhưng mà tôi kiểm tra lại. Rồi bây giờ tôi sẽ cho một cái nữa là use app. Tiếp theo là model. Tiếp theo là product. Product feature. Product ở đây không là product feature nhỉ. Product detail. Product detail. Bây giờ chúng ta lấy con trỏ này new new ở đây chúng ta là product. Đấy, product không phải đi theo nữa, feature model. Đây rồi. Tôi nghiên cứu lại một tí nha các bạn. Rồi, chúng ta thấy là lúc nãy ấy, là vừa xong thì cái item code này nó không có dấu cách. Có dấu cách thì chúng ta thấy là cái bảng này nó đúng như là các thuộc tính ở đây. Item code có dấu cách nhá. Feature 1, feature 2, feature 3, feature 4, feature 5. Đấy. Là đều xuất hiện lần lượt ở đây. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử. Chúng ta thử nhá, thử xong cho nó xong luôn. Đó. Thì bây giờ chúng ta nhìn này, cái thư mục này của chúng ta chưa có hình ảnh nào. Bây giờ chúng ta sẽ chạy. Ta sẽ chạy quay về đầu ta chạy ta nhập nhá. Đây ta nhập cho cái chi tiết sau này. Thì bây giờ mô tả giống như chúng ta sản phẩm máy tính thì chúng ta mô tả kỹ hơn. Đây cái bảng này là bảng chi tiết thôi. Đến bây giờ tôi thử mô tả là đây là các sản phẩm rau sạch cực kỳ ngon đúng không? Ví dụ như thế và tôi chọn các hình ảnh lên đây. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. À, tôi ghi vào nhé. À, ghi vào rồi. Cái đây ta chưa cho hiện ra. Thì chúng ta nhìn trên này nhé. Chúng ta xem cái bảng này nó hiện ra chưa. Nó hiện ra thì sau này chúng ta mới đưa lên trên frontend được. Nó mới hiện các hình ảnh nó được. Chúng ta thấy này. À, ra rồi. Các sản phẩm rau sạch này. Feature 1 đường dẫn lên ảnh chế biến quả. Feature 2. Đây. Feature 3, feature 4 đều cho chúng ta cái hình ảnh của nó đấy. Và các bạn thấy là đã ngon rồi. Feature 5 cũng vậy thôi đó. Và chúng ta đã được cả 3-4 loại đúng không đấy. Và bây giờ chúng ta kiểm tra ở bên trong thư mục của phòng A ra rồi đó. Chúng ta ra rồi nhé. Thế ra rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem nào.
full path 5 này, 5 move vào này, file 5 này, file 5 này, file 5 này. Đây là feature 5. 5 thì nó phải bằng 5. 5 vào đây, sai chỗ này nhá. Ta kiểm tra lại là file 5 vào đây. 4 ở đây rồi. 3 đây rồi. 2 đây rồi. Ok. Xong rồi. Thì việc của chúng ta còn lại là chúng ta sẽ sau chúng ta sẽ sâu cái chi tiết này cùng với cái sản phẩm ở đây. Rau này tức là một cái ràng buộc là 1:1 đấy. Một cái này tham chiếu sang một cái này. Rau CR17 đúng không? Đấy, chúng ta thấy mã rau như đây và các thứ này đều ra đây rồi. Đấy. Và chúng ta sửa cái thứ hai, chúng ta thêm rau thêm sản phẩm thứ hai thì nó sẽ ra riêng của sản phẩm thứ hai với tỷ lệ này 1:1. Đây là mô tả của một hàng này nhá. Hàng này là mô tả cho một hàng này. Vậy trong bài toán này chúng ta thấy là có cả một nhiều, có cả 1:1 đúng không các bạn? Đấy. 1:1 có nghĩa là sản phẩm và sản phẩm chi tiết. Và sau đó thì chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ cho một cái gọi là thuộc tính trên bootstrap để nó chạy xoay vòng đó, các hình ảnh cho chúng ta xem. Giống như các trang mà bán máy tính thì có mặt trước, mặt sau máy tính, bên trong máy tính này, nhìn tổng quan này. Xe máy cũng vậy, ta xem số, xem má rồi xem bên trong. Ô tô thì xem nội thất, xem tay lái, xem các phụ kiện rồi xem bên ngoài, ta chụp bốn ảnh. Bốn ảnh là cũng có thể cho khán giả xem thoải mái rồi. Thì bài hôm nay tôi kết thúc ở đây. Chúc các bạn làm các công việc cho tôi giống như vậy để các bạn có thể làm được cái sản phẩm. Và bây giờ là chúng ta đã kết thúc xong cái phần sản phẩm, thì còn xóa thôi. Xóa thì các bạn tự làm được, áp dụng cái bài trước để chúng ta làm. Tôi xin kết thúc bài học ở đây nhá.